Hello mọi người đã quay lại kênh của mình. Thì sau những ngày qua mình up một clip giới thiệu về kênh của mình nè, các bạn đã like, share, subscribe kênh ủng hộ mình, thì mình cảm ơn tất cả các bạn vừa qua nhiều nha. Chuyện là mình với Phong đã quen nhau được 100 ngày rồi. Thì hôm nay Phong hứa sẽ dẫn mình đi ăn nè, đi chơi nè. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi thôi. Mình sẽ đóng cửa lại. Bye bye nha, đi đi. Không xu đâu, đi vô. Hey hey, các bạn có thấy mình có đẹp trai không ta? Thì bây giờ Phong chở mình đi chơi nè, không biết Phong chở mình đi đâu ta? Để coi. Ủa sao Phong chở mình vô rừng rú xong vậy trà? Không lẽ Phong hiếp mình hả mọi người? Sợ quá à. Hello mọi người. Buồn quá mọi người ơi. Tự nhiên nó rủ mình đi chơi, tụi mình được đi ăn chứ ai gửi gần mình ra cái văn trẻ gì nữa chứ. Không có một bạn nữa. Mọi người thấy không? Còn là biển không à, đó biển. Đó không? Trời ơi, coi là có mặt anh nè, chưa? Vô nè. Vô đưa cái mặt đi ơi. Mất chạy không? Ê con kia. Tại sao? Dắt xu theo nữa. Chọc cho nó nhà đi. Nói. Dắt nó đi. Mày dám cướp chồng tao hả mày? Chồng. Trời ơi, dẫn mình đi ăn nè mọi người. Thật sự rất là mình là một con người rất là ít ăn luôn. Mình chỉ đến đó mình ăn vài món thôi và mình đi về. Thì là 100 ngày của mình với Phong cũng gọn gọn thôi, không có gì nhiều hết. Mình với Phong đã tới quán ăn rồi nè. Bây giờ thì mình với Phong sẽ kêu món và ra ăn thôi. Thấy không, thì mình như kiểu hai cái mặt vật lộn bé tí dễ thương. Mình với Phong đã kêu món rồi nhưng mà quán đông nên ra món hơi bị lâu, mình sẽ cố gắng đợi. Nhớ rồi chị, nhớ rồi. Ra rồi nè, bây giờ Phong sẽ cắt cho mình ăn. Mọi người thấy Phong cắt có chuyên nghiệp không? Giống như đầu bếp vậy đó. Sự không phải là khen quá mà Phong làm nước chấm rất là ngon nha mọi người. Bọn mình về nhà rồi đây, và nếu các bạn thích video này thì quên like, share và subscribe để ủng hộ tụi mình nhiều hơn nha.